mến chào các anh chị và các bạn nha. Các anh chị và các bạn ơi, Ly mới mua xe. Bây giờ ông xã của Ly đang lái xe về nhà nè. Quà của ông xã tặng Valentine cho Lily đó. Một chiếc Acura. Lùi xe vô. Welcome Acura to our house. Welcome Acura to our house. Yay! Hello. Chào cả nhà nha. Đi vòng vòng kiếm xe mấy ngày, bây giờ mới lấy được một cái chiếc này trẻ chung, vừa ý chút cho bà xã chạy cho nó chạy trẻ chút ha. Ok không? Dạ, nó rửa xong luôn rồi hả? Rửa sạch sẽ luôn nha. Bây giờ xe nó chưa có cái bảng số à. Bây giờ là mình phải gắn cái bảng số lên. Rồi anh chỉ cho em cái cách sử dụng ha. Bữa nay sao nắng quá vậy ta? Để anh lấy cái bảng số ra. Sáng chạy vô gara luôn. Không, đọc đây đi, để gắn bảng số vô. Tại em thấy nắng quá. Để anh gắn đi trước chứ. Bảng số mình có sẵn rồi, giờ mình gắn vô. Ở Mỹ mua xe dễ ha, trong vòng ngày xong. Giấy tờ nó làm cũng nhanh mà. Mua thì dễ, đi kiếm thì khó, ba tầng. Mình phải đi kiếm cái xe nào mình phải coi chiếc nào nó vừa ý chút chứ, đúng không? Giờ không vừa ý thì về cái nó không có thích thì mệt lắm. Cứ tầng nào cũng đi vòng vòng hết chỗ này chỗ kia coi. Mua Honda nó không có vừa giá, cho nên là không có mua. Với lại mình cũng có một chiếc Honda rồi thôi. Này mình bỏ vô vậy nè, mình gắn nó vô, xong rồi mình đẩy cái nút màu đen đó, mình đẩy vô một cái nó khô vào cái miếng này lại. Ốc này bỏ vô đây ha. Đó. Cái miếng này là cái miếng silicon. Miếng này tốt lắm. Nó có làm hai cái lỗ khi mình rửa xe á, nó sẽ chạy xuống, nó không có dính cái đó, nó không có bị sét. Nước á hả? Ừ. Đó, bây giờ mình làm vậy rồi. Mình lấy cái này là mình đánh nó lóc vô nó cái dính. Thế. Đánh cứng chút thôi. Mình lóc nó vô. Đó. Vô. Vậy là cái này dễ em làm được. Em làm đi, em làm cái sau đi, anh quay cho. Thôi. Chúc chị em à. Để anh mua hai cái rồi chút cho mình gắn cái chiếc này. Cái mà cái cục đen hả? À. Silicon á. Cái này này là anh mua. Cái này là anh mua sẵn rồi. Mua hả? Mua Amazon hả? Cái này nó mềm nè, thấy không? Nó thứ nhất là nó không có bị chày cái chiếc xe của mình. Mình phải gắn cái này vô nó không có bị chày. Thế mình đóng nắp được đó, nó cũng không có bị chày. Thì cái miếng này mình nó dễ gắn lắm, chỉ xỏ vô vậy thôi. Nó mềm nè, silicon mà. Nó có xếp sẵn rồi. Ừ. Đó. Bỏ lên đây. Nó nói chừng nào sticker vậy? À, sticker 3-4 tầng thì nó sẽ vậy.
Nhưng mà xe này mình gắn bản số xong là mình chạy được rồi, tại bảo hiểm rồi mình mua xong xuôi hết rồi. Trước khi anh lái về là anh mua luôn hả? Ừ. Đen. Gắn cục đen này vô. Đó. Để gắn một bên trước đi, cho nó dính lên bên kia. Đó, dặn vô đây nè. Rồi, thêm cái nữa. Em biết chạy xe này không? Trước giờ chưa chạy Acura. Chạy Honda với Toyota hả? Mới đầu thì chiếc Celica, sau đó Camry xong rồi lại thêm chiếc Camry nữa. Rồi tới lắp sạch. Biết cục này gì không? Không. Cái đây là cái camera nè. Khi mình lùi xe á thì mình nhìn thấy trong cái screen của nó đó. Là cái camera nó gắn ở đây. À, okay. Mình lùi xe thì nó cho mình biết chuẩn chỉ á. Đây cho nó dính chút. Xong rồi mình đánh cái nút này đẩy vô. Đánh vô cái này. Đó, thấy không? Khô lại nó đẹp liền. À. Sạch sẽ không? Thế thì giờ dẹp cái này. Rồi anh ra lấy cái giấy đi. Viết chữ ly lì ở đây là ly Nguyễn chút channel hả? Ok, đây là cái chìa khóa của cái chiếc đó này ha. Chìa khóa vậy? Cái chìa khóa hai chiếc anh giữ một chiếc bên kia rồi. Nhưng mà cái chìa khóa này nó không, nó là bằng remote chứ nó không có cái loại mà cái cây mà chìa khóa. Không có loại cái cây mà chìa khóa để mình dặn đó. Nó xài cái remote chứ mình bấm cái nút này thì nó mở ra. Giờ lên ha. Dạ. Yeah. Nghĩa là mình unlock nó mình mở không? Chứ mình trong xe mà mình muốn ra xe mà mình muốn lock cửa xe mình chỉ cần cái này kế bên mình thôi, mình không cần bấm nữa, mình bấm nút này nè. Nó sẽ lock lại. Ừ. Thấy không? Và mình mở mình để tay vô trong này. À, hay ha. Okay. Nhưng mà chìa khóa ở xa là nó không mở được. Nếu em đi rồi người khác lại nó đâu mở được. Tại chìa khóa nó phải gần cửa. Yeah. Hiểu không? Giờ mình vô xe em qua bên kia đây em chỉ cho. Xã chỉ ly xài chiếc Acura đó giờ chưa chạy. Ok. Giờ cái chìa khóa này á nó không có đồ dặn, nó có nút nó ở đây nè. Yeah. Mà trước khi mình muốn nổ máy mình đạp cái thắng vô. Đạp thắng vô bấm nút này nè. Là chị máy chị. Nó sẽ nổ ha. Ok. Rồi. Đóng cái cửa xe cái lại. Nó nói đo open kìa. Đồ mình là bên em mở rồi á, cửa xe của em chưa có đóng hả? Ok. Rồi bây giờ mình mở cho nó mát chút xíu để anh chỉ cho trong xe ha. Đây là cái bản đồ, nó nói là bây giờ cái iPhone của anh nó connect vô trong cái xe này rồi. Ví dụ giống như nó đã connect rồi mình xài Bluetooth ha. Giờ ví dụ giống như anh mở một cái kiếm một cái YouTube đi. Nhạc đi. Ví dụ muốn nghe nhạc. Muốn nghe nhạc ha, mình mở cái YouTube lên ha. Rồi, bây giờ mình mở một cái bài nhạc. Mình cầm ở đây nè. Là nó nhạc nó sẽ nghe tiếng ở trong yên xe. Ok. Đó. Ok. Rồi, bây giờ thì mình cứ đại phone vậy thôi, không có gì hết. Nó xài vậy thôi. Cái đại khái là chủ yếu là cái chỉ cho em biết nữa ha. Có mấy cái nút E rồi đó. Vậy anh phải lấy phone em anh connect chưa? Ok. Thì bây giờ chìa khóa khi mà mình vô con xe mình nổ đó, chìa khóa nó nằm để trong bóp thì mình không có quên, thì mình để trong bóp hoặc để anh thì để trong túi quần phải không, thì mình để trong bóp hoặc mình để đây, nhưng mà để đây thì quên để trong bóp đi tại mình không có xài chìa khóa nữa. Em biết nhiều khi á em kéo khuất qua cái chữ S cái em chạy thì sao nó không đi hay là cái gì đó nó khác nữa. Em bị hai lần cái chiếc Honda em không biết chữ S là cái gì. Cái chữ S này nó chạy là sport mode, sport mode á. Ví dụ mình vô chữ S á, vô chữ S á là mình xài hai cái nút này nè. Số 1 nè. Rồi mình tăng lên là số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Mình thả xuống. Ok, mình chạy hai cái sport mode. Đấy.
mình chạy cái đó, ok. Rồi, nên mình để chữ S. Tự động đi. Ok, tự động là chữ chạy chữ đi phải không? Ừ. Hồi xưa nhớ là cái xe nó thường nó chạy số tay á, là ta có một cái clutch ở đây gạt số 1, số 2, số 3, số 4, nhưng mà xe hiện đại bây giờ nó không còn làm cái đó nhiều nữa. Cho nên nó chuyển qua là cái sport mode bằng stick shift. Nó xài bằng nút này ha. Nhưng mà chạy cái này đẹp đó, chạy cái này ngon lắm, nó rất là giọt. Xe này nó rất là giọt ha. Thì bây giờ ok, giờ vậy thôi, xong rồi. Thì giờ anh để parking. À đây có giống mùa đông lạnh thì em bỏ cái này vô, bấm nút này thì nó sẽ có cái heat seat, nó cái ghế này nó sẽ ấm lên ha. Rồi window bấm ở đây nè. Mấy đây em biết rồi. Ok, mấy cái này biết ha, sunroof đây, mở nắp ra. Ừ. Cái bấm nút sunroof thì cái này nó sẽ mở ra nè, nó mở cái nắp đó ra ha. Bấm nút này nó mở nắp đó ra. Rồi bây giờ để như vậy đi, rồi bây giờ chạy thử coi chạy được không. Để vô qua trong này ha, để em được, quay cho. Được. Thử chạy một vòng đi. Chạy qua bên đó xong rồi chạy đây, còn chạy đi chơi luôn cũng được. Xem tài xế mới à. Chạy đi chơi luôn. Chạy đi mua heo quay. Ok, mua heo quay về ăn, đói bụng rồi. Dạ. Rồi đi mua heo quay về ăn, đói bụng rồi. Chào cả nhà nha.